nghèo, đã đành. Số phận éo le, bấp bênh đã khiến cho đôi chân của anh Phong không được lành lặn như bao người khác. Chính vì sự không được lành lặn đó, một cú sốc lại đến với anh. Đó là người vợ duy nhất của mình lại bỏ anh, bỏ lại hai đứa con thơ theo người con trai khác. Một gánh nặng lúc bây giờ đặt lên vai anh, đó là cả gia đình, bố mẹ, em gái, đặc biệt là hai đứa con thơ đang trong độ tuổi ăn học, sự đùm bọc của cha mẹ. Anh Phong phải chiến thắng chính mình, vượt lên cái số phận để lo cái ăn, cái mặc cho các con. Tại thì kênh của Vợ chồng Quyền Điển có hai mặt hàng, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Mật ong khoái thì có màu đỏ đậm hơn và mật ong hoa bạc hà thì có màu vàng ánh chanh các bác ạ. Về cái độ đặc của mật thì bây giờ Yển sẽ rót ra cho các bác cùng xem. Đây các bác ạ, mật thì cực kỳ là đặc luôn các bác nhé, rất là đặc sánh. Các bác có thể mua mật về ngâm với hoa đu đủ này, ngâm với tỏi này. Mật ong thì có rất là nhiều tác dụng. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu hoặc có thể liên hệ trực tiếp cho vợ chồng cháu Quyền để cháu Quyền có thể tư vấn cho các bác về cái công dụng cũng như là tác dụng của cái mật này. Còn các bác có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0395 953 850 hoặc 0369 944 064 để vợ chồng Quyền Yển có thêm những cái đồng đi làm thiện nguyện, giúp đỡ được nhiều mảnh đời còn bất hạnh, còn nghèo khổ, còn khó khăn ở trên vùng cao này hơn. Xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác. Mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại là vợ chồng của cháu Quyền đang có mặt ở nhà của anh Phong các bác ạ. Đợt trước thì cháu có lên đây chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của anh Phong và cũng được rất là nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các bác trong và ngoài nước, đặc biệt là nhóm của sư cô ở Lâm Đồng đã gửi cho anh Phong bị vợ bỏ rơi ấy các bác là 30 triệu để cháu Quyền mua cho anh ấy một chiếc xe 3 bánh. Và hiện tại thì cháu cũng đi mua xe rồi và đang đặt thêm cái linh kiện để lắp và chế cái xe đấy. Sau khi mà xong thì cháu Quyền sẽ mang xe lên cho anh Phong để anh ấy đi làm và chở đồ đạc sẽ thuận tiện hơn. Bây giờ cháu Quyền cũng muốn nói lại về hoàn cảnh của anh Phong một chút nữa cô bác ạ. Anh Phong thì hiện tại là được 30 tuổi. Anh ấy là ở thôn Đán Khao, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Và hiện tại là anh này anh đang bị khuyết tật. Anh ấy chân đi rất là yếu, chân này đá chân kia. Tuy nhiên thì anh vẫn phải đi làm, lao động để nuôi sống con, hai đứa con. Và ở nhà còn một đứa em gái nữa là không đi làm được. Ở trong nhà thì còn một người em không đi làm được này. Mẹ thì bị cái cổ sưng. Thì đợt trước cháu Quyền chia sẻ lên ý, thì cũng có được sự quan tâm và các bác cũng có góp ý là mẹ của anh Phong là hình như là bị biếu cổ các bác ạ. Đấy. Thế thì hôm nay em sẽ tiếp tục và lên trên này chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, về những cái công việc hàng ngày mà anh đi làm như thế nào để chia sẻ cho tất cả các bác cùng biết. Và cũng có một cái tin rất là vui nữa, tí nữa thì em sẽ thông báo cho anh. Đấy, cái tin đấy thì nói chung là để gây sự tò mò thì tí nữa cháu Quyền sẽ thông báo cho anh Phong cùng biết cô bác ạ. Và anh Phong hiện tại thì vợ cũng đã bỏ anh ấy đi được 3 năm rồi. Vợ là do anh Phong, anh ấy không đi làm được thì vợ mới bỏ đi. Đợt trước thì cũng có một vị khán giả là có bình luận hỏi là anh Phong thì cái lúc lấy vợ thì đã bị như thế này chưa? Thì cái lúc lấy vợ là mình đã bị như thế này đúng không anh nhỉ? Vâng, cái lúc anh lấy vợ thì đã bị rồi. Đấy. Bị được mấy năm anh lấy vợ rồi. Đấy, thế là vợ của anh là đáng nghĩa ra là biết là anh bị như thế này mà vẫn lấy anh. Thì đáng nghĩa là phải cùng anh sống, cùng nhau cố gắng chăm sóc và lo cho con chứ đúng không? Vâng ạ. Đấy, đằng này là về ở với anh có hai đứa con rồi. Đấy, xong anh cho vợ anh đi làm à? Đi làm thuê à?
Vâng, vợ anh đi làm thuê xong thì đi làm mấy tháng xong thì nó lại đi theo trai rồi nó không về với anh nữa, bỏ anh đi rồi. Đấy, cuộc sống nói chung là nó có cái rất là nhiều cái khó nói lắm các bác ạ. Không cho đi làm ở nhà thì không có tiền. Đấy, đi làm thì đi ra ngoài xã hội ấy, gặp người này người kia, người tốt có, người xấu có. Và khi mà vợ anh đi như thế là vợ anh lại có bồ mới đúng không? Xong là bỏ anh luôn. Vâng. Là hiện tại là anh gọi là anh Phong cô đơn rồi các bác. Được. Anh Phong cô đơn. Có hai đứa con thôi. Hai đứa con, một trai một gái rồi. Đấy, thế là vợ bỏ đi, bây giờ là vợ bỏ đi sang bên kia lấy chồng thì vẫn biết xã đấy đúng không? Vâng ạ. À, vợ cũng không bao giờ gọi điện về hoặc là quan tâm đến con hoặc là gửi tiền về cho con. Cái đấy thì không có vợ các bác ạ. Đấy, thôi thì vợ mình anh đã bỏ anh đi như thế rồi thì bây giờ anh cũng phải cố gắng làm sao để đi làm không được nhưng mà ở nhà làm xung quanh, làm cái này cái kia để có kinh phí và lo cho con anh được đi học. Đấy, còn mẹ của anh với cả em gái thì không làm được rồi. Gia đình bây giờ nguồn lao động chính là bố và anh Phong. Đấy thì hôm nay là anh sẽ đi đâu làm gì để em đi theo và em sẽ chia sẻ cho các bác cùng biết anh nhá. Vâng. Anh bây giờ anh phải đi làm để lấy rong riềng về để cho con lợn ăn. À, lấy củ rong riềng về cho lợn ăn đúng không? Vâng ạ. Nhà mình có nuôi nhiều lợn không anh? Nhà anh thì bây giờ hiện tại còn hai con bé tí thôi. À. Con à? Đấy, về cái ngôi nhà của anh Phong ấy các bác, thì anh Phong cũng đã làm được nhà ở bên kia, nhà nước đã hỗ trợ làm nhà rồi. Đấy, về hoàn cảnh của anh Phong thì cháu sẽ chia sẻ là muốn là đưa anh ấy có chút kinh phí để anh đi khám chữa bệnh. Và cái thứ hai nữa là mua cho anh ấy một chiếc xe 3 bánh. Và hiện tại thì cái ước mơ đầu tiên thì đã được thực hiện và thành hiện thực rồi. Còn một cái ước mơ nó nữa đó là được đi chữa và khám bệnh. Thì cái đấy thì vẫn chưa được thực hiện. Đấy thì hôm nay anh em mình sẽ cùng anh đi xem những cái công việc hàng ngày anh ở nhà và anh làm cái gì anh nhá. Vâng. Đi lấy củ rong giềng về cho lợn ăn đúng không? Vâng ạ. À. Bây giờ anh chuẩn bị đi lấy củ rong giềng cho lợn. À, gần thôi em ạ. Ở dưới nhà. Được rồi. Thế thì bây giờ không cầm gậy nữa, cầm cái cuốc đi nữa đúng không? Vâng. À. Không cầm gậy không đi được. Không cầm gậy không đi được anh? Vâng. Bị yếu chân đi. Đấy, anh Phong anh ấy được 30 tuổi rồi các bác ạ. Tuy nhiên thì cái số phận rất là bấp bênh đã khiến anh ấy không đi làm được. Đây đào củ rong giềng ở bên dưới này các bác ạ. Vâng. Đấy. Đây là đôi chân của anh Phong khi mà anh đi lại thì là như thế này đây các bác. Đây là có gậy để chống nhá. Nếu mà không có gậy để chống có đi được không anh? Anh không cầm gậy anh không đi được. Yếu chân đi. Vâng. Khu bên kia. Ủa, ở đây có củ lớn nhiều lắm. Cái này là mình lấy về cho lợn ăn đúng không? Vâng. Ây da. Thế là đất này là của nhà mình anh? Vâng. Đấy. Bình thường là anh ngoài đi đào cái củ rong giềng ra thì anh còn đi làm những cái việc khác gì nữa không anh? Còn công việc khác thì anh đi lại khó khăn thì không làm được. À, đợt trước thì em cũng có gặp anh ở dưới kia là anh đi đào cái chuối, đi chặt cái chuối. Đấy, khi mà em chia sẻ cái video đó lên ấy thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng quan tâm đến anh Phong, cô bác ạ. Tại vì là anh ấy, hôm đấy là anh ấy đi chặt chuối thì cháu Quyền cũng vô tình đi qua cái đoạn đường đó thì cũng chia sẻ anh ấy lên và hôm đấy thì anh đi chặt chuối đi bán đúng không? Hôm đấy là bán được bao nhiêu tiền anh? Hôm đấy thì bán được 35.000. 35.000 à? Vâng. 35.000 là anh đi chặt mất một buổi hay là cả ngày luôn? Anh đi cả ngày. À. Thế là hôm đấy là vẫn bán hết được chỗ cây chuối đấy anh nhỉ? Vâng ạ. 35.000 là anh chỉ kiếm được một giây sữa cho con thôi nhỉ? Vâng. Con của mình thì khả năng là để mà có sữa cho uống thì cũng không biết là anh có điều kiện đấy để mua không? Thì... quần áo các thứ con của mình có đủ mặc không anh? Không đủ đâu em ạ. Không đủ à? Không đủ quần áo mặc à? Vâng.
Gạo ăn thì đợt trước bác cũng có chia sẻ là thiếu mấy tháng gạo đúng không? Vâng, phải năm nào cũng phải thiếu 3-4 tháng. À. Một tí đi nhà, một tí không cần vặt ra đâu. Không cần vặt ra. Đấy, bình thường là như các bác cũng đã biết rồi, về gia đình của anh Phong thì hiện tại mẹ của anh ấy là không đi làm được. Mẹ thở rất là to, ngồi không cũng thở cũng rất mệt rồi. Đấy. Xong là bố thì cũng có tuổi rồi. Hôm nay là bố mình đi đâu làm gì đấy anh? Bố anh hôm nay đi cắt cỏ rồi. À, đi cắt cỏ cho trâu à? Vâng. Thế nhà mình là hiện tại là có mấy con trâu? Còn một con thôi. À, còn một con trâu đúng không? Hai con lợn bé à? Vâng. Đấy, anh bố thì cũng đi cắt cỏ rồi. Bố không biết đi xe nhỉ? Bố anh không biết đi xe đâu, toàn đi bộ. À. Đấy. Bố thì cũng đi cắt cỏ rồi. Anh ấy thì không đi làm việc nặng, việc lên đồi, lên dãy được. Đấy, làm quanh quanh ở nhà. Đi lấy cái này cho lợn ăn. Cái này là trồng được mấy năm rồi anh? Cái này trồng được hơn năm rồi. Hơn năm à? Vâng. Không có củ mấy gì? Vâng, đất này thì bây giờ phân nó ít quá. Không đủ. Bây giờ anh có người yêu mới chưa? Anh không có đâu. Không có. Để nhà chăm sóc con, anh không lấy đâu. Có, nếu mà bây giờ có ai mà muốn kết duyên với anh thì anh có muốn là lập lại gia đình mới không? Không đâu, anh thì tuổi tác đã già thì cố gắng để nhà chăm sóc con, lo cho con đi học thôi. Già đâu, bây giờ có 30 tuổi, tuổi của anh nhiều người vẫn còn chưa lấy vợ đâu. Thật mà, nếu mà bây giờ có khán giả nào mà muốn liên hệ với em mà muốn bảo là muốn làm lập gia đình với anh thì anh có đồng ý không? Bây giờ anh thì chân yếu đi làm không được thì lấy vợ về thì sau này lại lo không được nữa. Lại vợ lại bỏ đi đúng không? Vâng. À đấy, anh Phong là anh sợ là lấy thêm một người vợ nữa thì vợ lại bỏ đi lấy chồng mới. Là anh ấy không muốn lấy. Nhưng bây giờ nếu mà lấy thì phải lấy chị nào hoặc là em nào mà có gia đình rồi, có con rồi cơ. Nhỉ? Vâng. Không. Đúng rồi. Chăm sóc con cho nó lớn lên đã. Rồi sau này nếu mà chân anh có đi lại được bình thường rồi đến lúc đấy thì muốn lấy vợ sau cũng được. Vâng. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ nhá, anh lỡ một lần như thế rồi, biết đâu sau này người ta cũng lại giống như thế, thế thì mình lại tiếp tục khổ một lần nữa thì lúc đấy khổ anh thôi chứ không khổ người ta. Nên là tốt nhất là cũng rất là mong muốn là anh sẽ cố gắng để mà vượt qua cái số phận mình. Hay là em đào đi để cho anh Phong anh ấy vào. Anh đào cũng được. Bẩn tay quá. Đấy. Nếu như mình còn lên đây nhiều ấy mà còn chia sẻ anh Phong tiếp ấy các bác thì cháu sẽ cùng anh Phong anh ấy làm, và hôm nay thì cháu cũng sẽ cho anh Phong để anh ấy làm cho các bác cùng xem về cái cuộc sống hàng ngày anh ấy làm và ăn ở rồi là làm mọi việc là như thế nào. Đấy. Ngoài đi đào cái củ rong cho lợn ăn, đây là cái công việc gọi là nhẹ nhất và ở gần nhà nhất thôi. Ngoài ra thì anh còn đi làm ruộng đúng không? Vâng. Nhà mình còn làm ruộng này. Anh là còn đi làm ruộng. Cháu Quyền cũng thỉnh thoảng là thấy anh ấy làm ruộng, là anh đi cày ruộng này, đi đắp bờ ruộng này. Đấy, đi phát cỏ, nói chung là làm rất là nhiều cái. Ở thanh niên này thì nếu như mà chân mà lành lặn bình thường ấy thì là không đến nỗi là gia đình nghèo khó đâu các bác. Tại vì anh Phong này anh là một người rất là chịu khó. Tại vì là tại sao cháu Quyền này nói như thế? Ở dưới gần nhà của cháu Quyền ấy thấy có một vườn quế cũng nho nhỏ thôi nhưng mà lúc nào cũng rất là sạch cái vườn quế đấy. Đi phát liên tục kể cả mưa nắng, mưa phùn ấy các bác, là anh ấy coi như là như kiểu không mưa. Đấy, làm. Thế là đủ em ạ. Đủ chưa? Đủ rồi. Thế này thôi à? Vâng, vác được ít thôi, vác được nhiều. Hôm nay thì có em Yển vào đây thì cứ lấy nhiều đi, xong là cho em mới vác hộ. Bố thì đi cắt cỏ đúng không? Vâng. À. Thế mẹ anh là ở nhà thôi đúng không hôm nay? Vâng, mẹ anh thì ở nhà chăm con thôi. Không đi đâu làm gì được. Nghèo, đã đành, số phận éo le, bấp bênh đã khiến cho đôi chân của anh Phong không được lành lặn như bao người khác.
Chính vì sự không được lành lặn đó, một cú sốc lại đến với anh. Đó là người vợ duy nhất của mình lại bỏ anh, bỏ lại hai đứa con thơ theo người con trai khác. Một gánh nặng lúc bây giờ đặt lên vai anh, đó là cả gia đình, bố mẹ, em gái, đặc biệt là hai đứa con thơ đang trong độ tuổi ăn học, sự đùm bọc của cha mẹ. Anh Phong phải chiến thắng chính mình, vượt lên cái số phận để lo cái ăn, cái mặc cho các con. Đào nhiều để nhà nó khô hết. Đúng rồi. Này anh, cái này lấy đi là phải rửa lại toàn đất. Con anh là đang đi học rồi à anh? Con anh đang đi học rồi. Vâng. Cố gắng cho các con đi học anh ạ. Anh phải nhờ để cho các con còn biết chữ. Với cả mình ở đây thì cũng gần trường nữa. Vâng. Không phải đưa đón. Không đi không về. À, thưa các bác anh chị, là nhà anh Phong thì rất là ở gần cái điểm trường của thôn luôn cô bác ạ. À, ở dưới này, ngay dưới này là điểm trường rồi, còn nhà anh Phong là ở ngay trên này cô bác. Bé này là ở trong làng nhà mình đúng không? Nhưng mà không nói được cô bác, bé này hình như là bé này cũng là mẹ bỏ đi rồi đúng không anh? Vâng, bé này cũng mẹ nó đi lâu rồi. Đấy. Ở trong làng này là có rất là nhiều cái trường hợp cô bác. Bé này là không nói được này, không biết là được mấy tuổi rồi. Bé này là tầm 7-8 tuổi. 7-8 tuổi rồi à? Vâng. Mặc bẩn đê. Ăn mặc bẩn đê à? Bố không ở nhà anh hay là như nào? Đây em bác cho. Đây em bác cho. Bố đi làm à? Thế bây giờ hiện tại là mẹ cũng bỏ đi rồi, thế ở với ai? Ở với bà. Bà thì suốt ngày đi uống rượu rồi. Còn chơi. Ồ. Quần áo thì cũng giặt. Ồ. Đấy. Ở vùng cao này có trường hợp như thế này là không phải là quá xa lạ đâu cô bác, rất là bình thường những cái hình ảnh như thế này. Ai cũng lúc đầu lấy thì lấy chồng xong là có con rồi thi nhau bỏ chồng cô bác ạ. Tội những đứa trẻ con thơ thôi. Nhà bé này là ở dưới này đúng không anh? Vâng, nhà bé này nó dưới cái điểm trường. Anh Phong là đi lại rất là khó khăn cô bác. Nếu mà vác một cái gì đấy tầm khoảng 10 cân đổ lên thì cái cách đi đứng của anh thì phải nói là rất là khó khăn cô bác ạ. Không đi làm thì không được. Vâng. Đi làm thì đi lại khó khăn. Nhào nước này em ơi. Vâng anh. Cũng may là đi làm gần cô bác. Không, này hơn 10 cân chứ mấy. Nhớ nước em. Để đâu anh, cái này để đâu, lấy vào nhà. Để vào trong này cũng được. Vâng. Thế cái phân này là lấy đi trồng ngô à anh? Vâng, cái phân này anh lấy phơi để trồng ngô. À, thế là hóp ra đây để phơi ở đây đúng không? Vâng. Ôi thì nhà nó có hẹp quá, phơi tí. Đây các bác ạ, ở trên vùng cao thì khi mà đi trồng lúa, trồng ngô ấy, thì là cái phân của con trâu này sẽ là phơi ra để nó khô.
Và khi mà khô về thì sẽ cho vào bao tải để mang đi trồng ngô, trồng lúa. Ui dồi, đấy, anh Phong thì không đi đâu làm việc nặng được ấy, chỉ có ở nhà quanh quẩn và làm những cái công việc như thế này thôi, đúng không anh? Vâng, anh thì suốt ngày nhà việc nặng thì không làm được, làm việc nhẹ. Phân châu, cái đây là, thưa các bác là mong các bác thông cảm một chút, là tại vì là cháu quay như này thì sẽ hơi mất vệ sinh một chút. Nhưng mà các bác đang ở thành phố lớn mà các bác xem được cái video này ấy. Nhưng mà đối với bà con ở trên này thì những cái công việc như thế này là những cái công việc hết sức là bình thường. Đây là phơi ra như này nhỉ? Ừ, phơi ra để... Nhiều quá nhỉ, phân này. Trâu ăn rơm mà. Toàn là rơm, con trâu nữa. Đấy, đây là cái công nó việc kéo vào hàng ngày mà anh ấy làm. Lại tiếp tục công việc là lấy nước cho con trâu các bác. Công việc hàng ngày của anh Phong là những công việc như thế này. Và cũng có rất là nhiều cô bác cũng có... Làm thì đi lại khó khăn thật. Vâng, thôi, cố gắng anh ạ. Cố gắng để vượt lên cái số phận của mình, nó đã như thế rồi. Chẳng ai mong muốn cả. Đây là cái những công việc hàng ngày của anh Phong cô bác. Và qua những thước phim mà hai vợ chồng Quyền Hiển đăng tải lên ấy, thì cũng có nhiều cô bác là mong muốn là cho vợ chồng Quyền Hiển kêu gọi để nhận được sự trợ duyên của các bác để giúp anh có một cái ngôi nhà kiên cố của bác. Thì ở thước phim trước hai vợ chồng Quyền Hiển lên đây cũng có đăng tải, hiện tại là anh Phong đã có nhà rồi và được nhà nước tài trợ làm một cái căn nhà cấp 4 cũng kiên cố rồi. Thì vợ chồng Quyền Hiển sẽ không nhận cái sự trợ duyên của các bác nếu mà các bác mong muốn là cho vợ chồng Quyền Hiển làm nhà cho anh Phong. Trước mắt là vợ chồng Quyền Hiển mong muốn là nhận được sự trợ duyên của các bác để giúp đỡ anh Phong cũng như là em gái mẹ anh Phong để đi khám chữa bệnh cho gia đình. Tại vì là trong gia đình ấy các bác thì hiện tại là không có người để mà làm lao động các bác ạ. Em gái rồi anh Phong rồi mẹ của anh Phong, cả nhà là đều mỗi người có một cái bệnh, có mang trong mình một cái căn bệnh riêng. Thôi anh ơi, đi đi rửa chân đi. Đi rửa chân xong là lên nhà đi. Đây là tài sản lớn nhất của mình đúng không? Vâng, trong tài sản của anh có mỗi một con trâu thôi, không có cái gì cả. Đấy, thì trong mỗi nhà, người dân, bà con ở trên vùng cao này các bác, bắt buộc là dù giàu hay là nghèo thì vẫn phải có một con trâu hay là một con bò để mà cày, kéo cày. Ở trên này thì có gia đình nào khá giả thì mua được... cái máy cày, còn gia đình nào mà khó khăn ấy các bác thì dùng cái sức trâu, sức bò để mà kéo thôi. Máy cày thì còn phải tốn xăng, tốn tiền để mà mua xăng, mua dầu, rồi nhiều khi lại còn hỏng hóc các thứ nữa. Nên là gia đình nào mà hoàn cảnh thì không thể nào mua được cái máy cày đấy được. Bây giờ thì xin mời cô bác cùng vợ chồng của cháu Quyền lên trên nhà của anh Phong để ngồi nói chuyện một chút nữa cô bác ạ. Hôm nay anh ăn cơm chưa? Anh ăn xong rồi. Thế đợt trước là em đưa tiền đấy cho là đi mua cái gì? Anh đi mua gạo. Mua gạo à? Vâng. Cháu chào bác nhé. Đúng rồi. Đấy. Em gái thì đây giới thiệu với cô bác. Em gái thì ngồi ở nhà thôi, không đi đâu làm gì được cả. Mình biết đấy. Ngồi ở nhà, nói chung là không làm được cái việc gì cả. Ở trên vùng cao thì nếu như mà em gái ấy, mà như ở dưới xuôi ấy các bác, mà có cái công việc gì mà ngồi tại chỗ mà làm được ấy, thì có thể là em gái cũng có việc làm và cũng có thu nhập. Nhưng mà ở trên này thì người lành đã đi tìm việc đã khó rồi, đừng nói đến người mà bị khuyết tật như này mà muốn có việc làm thì cực kỳ là khó luôn các bác. Thế em gái là hôm nay là ở nhà chơi đấy đúng không? Ở nhà là không có việc gì làm nữa đúng không? Nếu mà có việc làm ấy, em có muốn muốn làm việc ở trong nhà không? Việc làm tại nhà ấy. Đấy, cháu Quyền cũng chia sẻ cái video này lên ấy. Nếu như mà có cô bác nào có xem được cái thước phim này mà có công việc làm tại nhà đấy thì có thể là giới thiệu cho em gái này.
Em ý à, sức khỏe thì vẫn có cô bác ạ. Mỗi tội là đôi chân của mình không đi được thôi. Còn sức khỏe mà ngồi ở nhà mà có công việc nào mà làm bằng tay ấy thì em vẫn làm được và có thu nhập. Đấy, em có tiền. Và nó sẽ không bị nhàm chán nữa nhá. Để anh xem có bác nào có việc làm cho mình không nhá. Ừ. Rồi, xin lỗi em. Đây, hôm nay cô chú vào cũng không có gì. Đây, xin, kẹo này. Xin cô chú đây. Chia nhau nhá. Cháu xin đây. Cháu xin nhá. Em ra đây ngồi đi, ra đây ngồi. Biết đi. Xin nhá, học lớp mấy rồi nhỉ anh nhỉ? Là đi đang đi lớp 1 rồi. Lớp 1 à? Nước đây em ơi. Đây, cho em gái ngồi ngồi, ngồi gần anh này này. Em gái ngồi đây, ngồi kia. Không đi được. Chân yếu đi nó không đi được. Đi xa được à? Thế em ngồi gần em, anh ngồi ra kia tí để em gái ngồi ra đây. Cho các bác cùng nhìn thấy luôn. Em ngồi ra kia kìa Yến. Đấy, em ngồi lên gần anh Quyền đi. Không đi được à? Khó đi lắm đúng không? Đấy, phải ở nhà là phải lê lê các bác ạ. Không đi được. Hôm nay là cháu cũng lên trên này và cũng chia sẻ về cái công việc hàng ngày của anh Phong. Chỉ là một cái góc nhỏ thôi các bác ạ. Không thể là chia sẻ hết những cái công việc hàng ngày mà anh ấy đi làm được. Đây là em gái. Có thể là các bác mới xem video thì chưa biết em gái của anh Phong thì bị què nặng hơn là anh ấy. Không đi đâu làm gì được cả, ở nhà, ở trong con hộ anh nhỉ? Vâng, đấy, để trong con. Trong con hộ thôi, đi đón thì không đi đón được, con đi học thì không đi đón được. Anh Phong thì mặc dù là chân bị như này nhưng mà mạnh mẽ hơn là anh ấy đi được xe. Anh vẫn đi lấy chuối, lấy củi và lấy cỏ cho trâu được. Thế bác thì hiện tại là đợt trước cháu Quyền cũng chia sẻ lên ấy, và em cũng chia sẻ lên, một số bác cũng bảo là mẹ anh là hình như là bị u biếu. Vâng. U biếu thì một là sẽ mổ, mổ, nhưng mà khi mà mổ xong là phải uống thuốc duy trì. Thuốc này thì thuốc của nhà nước người ta phát cho thôi. Mình có thẻ bảo hiểm thì người ta phát thuốc cho mình uống hàng tháng và mình không mất tiền. Đấy, trong cái quá trình mà ví dụ như đi mổ các thứ ấy là mình làm được bảo hiểm thì mình cũng sẽ không mất tiền. Đấy. Nhưng mà trước mắt bây giờ ấy thì là cháu cũng sẽ mong muốn là cho anh Phong là anh đi chữa chân của mình đã. Đấy, hôm nay là em lên trên này, bây giờ em cũng thông báo cho anh nhá, một tin vui nhá. Không để cho anh và các bác đợi lâu nữa thì cháu cũng thông báo cho anh Phong là một cái tin như này. Có một bác giấu tên ở Hà Nội là muốn tài trợ cho anh và em gái của anh đi chữa cái chân của mình. Nhưng mà bác muốn bây giờ ấy là muốn em đưa anh đi xuống Hà Nội để đi khám. Để đi khám xem là cái phương pháp và cái cách chữa là như thế nào. Đấy, để biết khám bệnh ra đấy. Là nguồn làm sao bị bệnh như nào. Ví dụ như người ta mới bắt đầu biết chữa. Đấy. Bị lệch xương hay là bị cơ. Đấy, để người ta phân tích ra, người ta bảo bây giờ phải chữa kiểu này thì mình mới biết được. Đấy, thì bác là muốn tài trợ như thế. Để bác hỗ trợ tiền đi lại này và tiền đi khám, nói chung là tiền ăn uống nữa. Vâng. Đấy, thế thì em cũng muốn hỏi anh là anh có muốn đi không? Thì nếu các bác các em giúp đỡ được anh thì anh muốn đi khám như thế nào, xong nếu chữa được hay là không, nếu chữa được thì mình cứ đi chữa xem, nếu không khỏi được như anh em thì mình cho nó càng ngày nó không tăng bệnh lên. Thì cho mình đi lại nó thuận tiện, cho nó không khó khăn. Thì tức nghĩa là muốn đi khám xem và muốn để bác sĩ tư vấn mình là để càng ngày nó càng đỡ hơn, chứ không thể nào mà muốn là càng ngày nó càng biến nặng như bây giờ đúng không? Vâng. À, đấy các bác ạ. Anh Phong à, anh ấy rất là muốn đi khám. Cái bác ở Hà Nội ấy, thì là bác muốn giấu tên. Đấy. Cháu cũng xin thay mặt cho anh Phong cũng như là gia đình của anh ấy cảm ơn đến bác rất là nhiều. Thì cái này thì anh em mình sẽ sắp xếp thời gian, có thể là đi sớm nhất có thể để đi khám xem là tình hình như thế nào. Khi mà đi khám có kết quả rồi thì sẽ, nếu mà chữa được thì càng tốt, không chữa được thì sẽ có một cái cách nào đấy nó đỡ hơn cũng được, đúng không? Vâng. Đấy. Còn là cháu cũng muốn nói với bác là như thế này các bác ạ. Bác ạ, cháu cũng cảm ơn đến bác. Thì bây giờ ấy thì là hai người cùng đi một lúc, là thứ nhất là cũng không biết là kết quả là như thế nào,
Và cái thứ hai nữa là đi như thế thì sẽ tốn kém kinh phí các thứ hơn rất là nhiều. Đấy thì cháu cũng muốn hỏi ý kiến của bác cũng như là ý kiến của các bác các mạnh thường quân là cháu sẽ đưa anh Phong đi trước đã để xem là đi xuống dưới kia đi khám xem là anh bác sĩ sẽ kết luận là có chữa được hay không. Nếu như chữa được anh Phong thì khả năng là em nghĩ là sẽ chữa được cả em gái của mình. Vâng. Tại vì là hai em với anh trai là cùng một bệnh đúng không? Đúng rồi, giống nhau. Vâng. Nếu mà chữa được một người là người thứ hai là cũng chữa được, có hy vọng. Đấy thì sẽ một là sẽ cho em gái của anh đi trước, hai là sẽ cho anh đi trước. Nếu đi các bác thì các em giúp đỡ được anh thì cảm ơn các bác, thì cho cháu đi trước, cháu đi khám như thế nào, nếu cảm thấy còn chữa được thì chữa cháu trước đó thì cho em gái về sau ạ. Được rồi. Đấy, các con bây giờ là đây các bác, hai đứa con thì rất là ngây thơ đáng yêu mà vợ của anh nỡ lòng nào bỏ đi. Hai đứa là bị mẹ bỏ đi rồi các bác. Còn bác gái thì cũng có một số cô bác là cũng nói chung là cũng định hướng là như vừa nãy em nói rồi. Vâng. Đấy, thì để bây giờ cứ phải lo từng cái đã, mình không thể một phát mà mình lo được hết được. Vâng. Đấy, bây giờ trước mắt là lo cái vấn đề của anh đã. Vâng. Yeah. Còn vấn đề của bác gái thì sẽ sau này thì sẽ tính sau, ổn rồi thì sẽ tính sau các bác ạ. Đấy, hôm nay là cháu cũng lên trên này bóc kẹo cho hai đứa ăn đi, cũng chia sẻ về cái cuộc sống hàng ngày và muốn thông báo cho anh Phong một cái tin vui là như thế các bác ạ. Và rất là mong cô bác anh chị trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng với vợ chồng của cháu Quyền để giúp đỡ những mảnh đời còn bất hạnh, khó khăn, éo le như thế này. Đây là anh Phong, anh ấy một đã bị khuyết tật rồi mà vợ còn bỏ đi lấy chồng mới, để lại hai đứa con thơ, bố mẹ thì già đi rồi và còn một em gái nữa. Về cái hoàn cảnh thì như các bác cũng đã bình luận rồi, rất là khó khăn. Cháu cũng chỉ hy vọng một điều là sẽ có một cái phép màu gì đấy đến với anh Phong, là anh sẽ chữa lành lặn lại đôi chân của mình. Khi mà được như thế thì không chỉ anh vui mà em cũng rất là vui. Đấy. Và cả gia đình mình cũng rất là vui. Và bây giờ thì nội dung của video cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu xin phép là kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.